Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh thể thao Netsport 247. Quý vị và các bạn hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ nhé. Sau đây là các thông tin đáng chú ý. Nam Định FC bổ nhiệm huấn luyện viên Vũ Hồng Việt. Chiều ngày 24 tháng 8, dưới sự chứng kiến của nhà tài trợ tập đoàn Xuân Thiện, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định, Công ty Cổ phần Bóng đá Xuân Thiện Nam Định đã tổ chức lễ công bố ký kết hợp đồng với ban huấn luyện mới của Nam Định FC. Theo đó, tân huấn luyện viên trưởng Vũ Hồng Việt cùng ban huấn luyện mới sẽ chính thức dẫn dắt Nam Định FC từ giai đoạn 2 của Nike Gulf V-League 2022. Chi tiết về hợp đồng giữa đôi bên không được tiết lộ. Ngoài bổ nhiệm huấn luyện viên Vũ Hồng Việt, Nam Định FC cũng thay đội ngũ trợ lý khi bổ sung những cựu danh thủ của bóng đá Thành Nam là Nguyễn Trung Kiên, Bùi Quang Huy. Được biết, cựu huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ sẽ nhận nhiệm vụ mới trong vai trò cố vấn cho chủ tịch Nam Định FC. Huấn luyện viên Nguyễn Văn Dũng và những trợ lý cũ sẽ được thanh toán toàn bộ tiền lương đến hết tháng 12 năm 2022 trước khi rời đội. Từ ngày lên V-League năm 2018, Nam Định FC dưới sự dẫn dắt của anh em Nguyễn Văn Sĩ, Nguyễn Văn Dũng đã dành phần lớn thời gian để đua trụ hạng. Năm nay, với tiềm lực tài chính mạnh mẽ từ nhà tài trợ mới, người hâm mộ Nam Định kỳ vọng nhiều hơn ở đội bóng. Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt sinh năm 1979, từng là tiền vệ câu lạc bộ Hà Nội, Hoàng Anh Gia Lai và từng khoác áo tuyển Việt Nam. Khi giải nghệ, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt làm đào tạo trẻ câu lạc bộ Hà Nội, từng dẫn dắt các đội tuyển trẻ U16, U19 Việt Nam. Từ năm 2021, ông Việt làm trợ lý tại U23 và tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Tại V-League, ông từng giúp Quảng Nam trụ hạng mùa giải 2019 trước khi từ chức vào năm 2020. Nam Định FC đang có thành tích thi đấu không tốt tại Nike Gulf V-League 2022 khi mới chỉ giành được 10 điểm sau 12 trận, xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng. Mục tiêu thực tế nhất của Nam Định FC hiện tại là trụ hạng. Nhận định vòng 14 V-League 2022, khúc cua quan trọng. Sau 13 vòng đấu, Hà Nội FC đang vững vàng trên ngôi đầu bảng xếp hạng Nike Gulf V-League 2022 với 29 điểm, bỏ xa đội xếp thứ 2 là Sông Lam Nghệ An tới 9 điểm. Bởi vậy, cuộc đối đầu giữa Sông Lam Nghệ An và Hà Nội FC diễn ra lúc 18 giờ ngày 26 tháng 8 trên sân Vinh có tính chất quan trọng ảnh hưởng tới cuộc đua vô địch. Nếu giành chiến thắng, Hà Nội FC sẽ tạo ra khoảng cách lớn với nhóm bám đuổi phía sau. Ngược lại, nếu Hà Nội FC thua trận, cuộc đua tới ngôi vô địch sẽ tạm thời hạ nhiệt. Ở cuộc đối đầu trước đó trên sân Hàng Đẫy, Sông Lam Nghệ An đã thua Hà Nội FC 1-2 và đội bóng xứ Nghệ đang rất quyết tâm để đòi nợ. Sau khi chia tay Viettel FC, huấn luyện viên Trương Việt Hoàng đã chính thức trở thành tuyển trưởng của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Thật tình cờ khi trận đấu ra mắt của Việt Hoàng là cuộc tái ngộ với đội bóng cũ Hải Phòng FC. Đội bóng đất cảng dưới tay huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đang chơi ổn định khi giành được 20 điểm sau 12 trận. Không dễ để câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có thể giành điểm tại chảo lửa Lạch Tray trong trận đấu diễn ra lúc 18 giờ ngày 26 tháng 8. Topland Bình Định sau khi chiêu mộ thành công thủ môn Đặng Văn Lâm đang tỏ ra tự tin trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Hiện tại, đội bóng đất võ đang có được 20 điểm và nằm trong top 4 đội dẫn đầu. Tuy nhiên, tại vòng đấu 14, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng gặp phải thách thức lớn khi phải tiếp đón BKMX Bình Dương. Dù BKMX Bình Dương đang không có được phong độ tốt, nhưng đánh bại đội bóng này là một nhiệm vụ không dễ dàng. Vòng 14 Nike Gulf V-League 2022 còn có những cặp đấu hấp dẫn khác như Nam Định FC SHB Đà Nẵng, Sài Gòn FC Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Viettel FC Đông Á Thanh Hóa. Quý vị và các bạn đánh giá thế nào về vòng 14 V-League 2022? Hãy để lại bình luận bên dưới. Đừng quên bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ Netsport 247 nhé!